Sao tới trễ vậy? Cơ sở y tế quá xa, chính phủ cần phải mở thêm vài cái trong khu này. Điều này có thể thực hiện được nếu chúng ta có thêm đại diện chính quyền để nói lên nhu cầu chung. Thôi thôi đi, hai ông nói đều đúng rồi, nhưng mà nói không chẳng làm được cái gì đâu. Mình phải điền vào thống kê dân số 2020 đi. Nó sẽ giúp xác định ngân sách tài trợ cho những thứ như dịch vụ y tế nè và đại diện trong chính quyền nữa. Nếu mình có tiếng nói thì mình phải trả lời ngay trên mạng hoặc qua điện thoại đi. Hoàn thành thống kê dân số tại 2020census.gov.